VAR gây tranh cãi trong trận đấu của Man United. Tổ trọng tài do ông Anthony Taylor điều khiển bị chỉ trích vì từ chối cho Manchester United hưởng phạt đền trong trận hòa 0-0 trước Southampton ở vòng 27 Premier League đêm ngày 12 tháng 3 giờ Hà Nội. Phút 43, Manchester United tổ chức tấn công với pha đưa bóng vào từ cánh trái. Amel Belakov chắp hạ thấp trọng tâm và để bóng chạm tay trong vùng cấm. Bất chấp phản ứng từ cầu thủ, ông Anthony Taylor và tổ VAR đều từ chối cho chủ nhà hưởng phạt đền. Đó rõ ràng là pha cản bóng bằng tay trước cơ hội ăn bàn, cổ động viên bức xúc. Nếu là cầu thủ Manchester United, trọng tài sẽ ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Người thứ hai cho biết, VAR đúng là trò hề, cổ động viên thứ ba bình luận. Sau trận, huấn luyện viên Erik ten Hag cũng lên tiếng về tình huống này, đó chắc chắn là quả phạt đền. Tôi không hiểu vì sao VAR lại không vào cuộc. Manchester United chịu thiệt thòi nhưng không thể lấy tình huống này để bao biện cho trận hòa thất vọng trước đối thủ đang đứng cuối bảng xếp hạng. Quỷ đỏ tự đẩy vào thế khó bởi tấm thẻ đỏ của Casemiro. Tiền vệ sinh năm 1992 không chỉ khiến đồng đội phải gồng mình chống đỡ trước 11 người của Southampton trong phần lớn thời gian trận đấu, mà còn khiến bản thân nhận án treo giò lên đến 4 trận từ Liên đoàn bóng đá Anh. Vào giữa tuần này, Casemiro vẫn được ra sân ở Europa League gặp Betis ở lượt về vòng 16 đội, do án phạt chỉ áp dụng ở các giải trong nước. Cựu sao Real sẽ vắng mặt ở cuộc so tài với Fulham tại FA Cup và 3 trận tại Premier League trước Newcastle, Brentford và Everton. Sau trận hòa, Quỷ Đỏ vẫn giữ vị trí thứ 3 với 2 điểm nhiều hơn Tottenham, trong khi Southampton tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng với 22 điểm.